Chào các bạn, hôm nay mình sẽ nấu bún riêu cho hai vợ chồng mình ăn tối. Lâu lắm rồi mình mới nấu lại món này á. Tô bên đây của mình nè, các bạn thấy có gì khác biệt không? Mình ăn huyết còn xã mình không ăn nha các bạn. Cách nấu riêu bên đây thì nó nhanh và nó khác nhiều so với cách nấu truyền thống của Việt Nam mình lắm. Là mình không có mua cua tươi và mình giả đó các bạn. Rau ăn kèm thì có loại nào mình ăn loại đó ha. Để làm riêu thì ở đây mình dùng nửa pound thịt heo xay nè. Mình sẽ cho vào đây hai hũ gạch cua người ta đã xào rồi, nêm nếm gia vị luôn rồi các bạn, nó khá là đậm đà đó. Thì tùy mọi người muốn ăn cái riêu cua nó cứng hay nó mềm thì mình sẽ tăng giảm cái lượng thịt ha và cua. Mình thì thích ăn nó thiệt là mềm giống như riêu bên Việt Nam á, nên mình cho ít thịt lắm và nhiều cái gạch cua, một ít tiêu xay cho nó thơm. Rồi mình cho vào đây bốn cái trứng, thì tùy mọi người cũng muốn ăn cứng hay mềm ha, thì mình tăng giảm lượng trứng. Rồi giờ mình sẽ quậy đánh đều cái thịt lên nha các bạn. À, mình có cua tươi hoặc là mình có tôm khô mình cho vào đây cũng ngon nữa. Tôm phải xay nhuyễn lên nha các bạn. Rồi sau khi đánh đều lên mình kiểm tra để coi cái độ đặc lỏng á, thì mình thấy chưa ưng ý lắm. Nên mình cho thêm vào đây một cái trứng nữa là tổng cộng 5 cái trứng. Tiếp tục đánh cho tất cả tan đều lên hết nha các bạn. Mình không nêm thêm gia vị nữa hết. Rồi sau đó mình kiểm tra mình thấy cái độ đặc lỏng như là vừa rồi đó. Cái nồi nước lèo bên này khi thấy nó sôi lăn tăn á, mình sẽ đổ cái phần riêu cua đó vào. Mình dùng cái giá mình quậy đáy nồi một vòng để cho nó không dính đáy nồi, nó sẽ bị cháy ấy các bạn. Sau đó mình sẽ để lửa riêu riêu cho nó nấu, cho cái riêu nó chín nó nổi lên ha. À, đậu hũ này mình mua người ta đã chiên sẵn rồi, mình về mình cắt miếng vừa ăn á, mình chiên lại một tí cho nó thơm nè. Sau đó mình sẽ đổ vào nồi riêu luôn. Rồi mình phi một ít hành hương lên cho thơm. Mình sẽ cho cái nấm đùi gà mình đã cắt miếng vừa ăn vào, mình xào nhanh lên khoảng 30 giây thôi. Không cần phải quá chín đâu. Cho nó thơm lên xong rồi mình sẽ nêm vào đây ít bột nêm cho cái nấm mình nó đậm đà các bạn. Tiếp tục đảo nhanh khoảng 30 giây gì nữa thôi. Rồi mình sẽ đổ cái phần nấm này vào trong cái nồi riêu của mình. Huyết mình luộc chín mình cũng đã cho vào trong nồi rồi ha các bạn. Rồi phi ít hành hương cho thơm. Mình sẽ đổ cái cà chua này vào mình xào. Ở đây lửa lớn nha các bạn. Mình xào sơ cà chua thôi. Nêm ít muối với lại tí đường cho nó hơi đậm đà thôi. Mình đảo thêm khoảng 30 giây gì nữa là mình tắt lửa mình để đó. Chưa có cho vào nồi liền nha các bạn. Mình sẽ nêm lại cái nồi bún riêu cho nó đậm đà. Rồi trước khi ăn á, mình mới nấu sôi lại cho cà chua này vào, nêm lần cuối với ít ớt khô. Vậy là nồi bún riêu nấu theo kiểu của mình xong rồi các bạn. Làm vậy là để tránh trường hợp cà chua nấu lâu á, nó sẽ bị mềm rục á. Mình thấy có người cho cả me với lại mắm tôm nữa, thì tùy các bạn ha. Ở đây mình không có cho. Awesome. Looks great. Yeah. Been so long I don't cook this. Yeah. I like this a lot. You know what it is? I don't know. I remember it. I mean, I know it's like crab. Yeah, that's right. Crab soup. Mm-hmm. Crab noodle soup, but yeah. Kind of different version. I don't even remember when was the last time that I ate this. Ooh, yeah. This dish. I'm about to throw some of this. Lâu lắm rồi mới ăn các bạn. Yeah. Oh yeah. Yeah, it's been a long time. Mm-hmm. Whenever I go to Vietnam, I love to eat the crab noodle soup. There's one place in particular we always go to. Do you remember the name of that? No, I don't. Anh thích ăn bánh canh cua các bạn. Oh, I forgot there are noodles at the bottom. I don't know how. Oh yeah. This is our meat. Yeah, it's so fresh. Ăn chung cái rau húng lủi thơm ghê các bạn. Trời lạnh mấy cây kia chết, nhưng mà cây rau húng lủi với lại cây hành lá của mình á vẫn xanh tươi tùm. Ngon thiệt. The broth is really good. Oh yeah.
I love that flavor. Mm-hmm. Oh, yeah. Mình á rất là thích ăn quýt nhưng mà ít có ăn lắm các bạn. Mm. Đợt trước mình có làm video nào mà mình có nấu mà có quýt ta, không nhớ món gì nữa. Thì có cái cô vô comment á, cô nói người thân của cổ hồi xưa cũng hay hang quýt á, cổ có khuyên đừng ăn mà người đó không nghe, cái ăn hoài sau này cái bị bệnh. Thế cổ mới nói mình là đừng ăn quýt nữa. Thì nghe xong cũng sợ, mình cũng biết là nhiều người cũng nói ăn quýt nhiều cũng không tốt. Thế mình cũng sợ nhưng mà lâu lắm mình mới ăn lại các bạn. Nhiều khi năm mình ăn được 1-2 lần. Hy vọng không sao. Chứ thích ăn lắm. Oh yeah, it's great, sweetie. Mm. Cái mình mua đây là quýt tươi chứ chưa không phải là quýt nấu sẵn các bạn. Ở chợ Việt Nam thì có bán quýt nấu sẵn rồi, luộc sẵn rồi. Còn mình mua chợ Trung Quốc là quýt tươi luôn, nó bỏ trong cái hộp á. Yeah. Every time I eat dinner, I just think you're the best. Thì cái cách mình nấu quýt bên đây quýt tươi mà nó cũng là đông, bỏ hộp thì nó cũng đông lại rồi các bạn. Mình không có biết người khác nấu làm sao, mình tự nghĩ ra mình nấu vậy thôi. Mình cắt miếng dừa ăn xong mình cho vào nước, mình luộc nó lên. Mình trong nước mình cho một xíu muối vô. Thì khi luộc xong quýt chín thì mình đừng lên lửa lớn nó bị rổ. Luộc lửa nhỏ nhỏ. Xong rồi mình đổ cái nước ra đi, mình rửa quýt sơ sơ lại, nhẹ thôi tại quýt này nó dễ bể lắm. Rồi mình mới cho vô nồi bún riêu mình nấu. Cũng cứ liu riu vậy đó. Nấu cũng một cỡ chừng 15 phút để cho nó thấm cái nước gia vị của mình ha. Thì đó là cách mình nấu quýt thì mình cũng biết người khác nấu làm sao nữa. That's great. Cái riu của mình nè. Nó cũng thành miếng ha các bạn, nhưng mà nó mềm nữa. Tại vì có trứng á, cái nó kết thịt với lại cái cua của mình lại. Man, I'm doing pretty good right here. I think I might beat her. Do you think it's rude if I speak Vietnamese in front of you and your family while we record videos? No, I mean, I think that they expect it. I mean, sometimes I wonder if me running around my family and friends all the time with a camera on mm-hmm. bothers them, but I don't think so. I think they enjoy it. Mm-hmm. Plus, like, we record videos for like just a few minutes. Yeah. Maximum maybe 30 minutes, but usually less than that. Yeah. In front of them. While we spend like hours with them. Mm-hmm. So I don't think that's really a problem or call being rude. Right. You know. Tại vì có bạn comment nói mình là dĩ quên mất tiêu ta. Nói mình cái kiểu như là không có được lịch sự. Tại vì mình nói tiếng Việt. Khi mà mình qua nhà ba mẹ anh chơi với mọi người, mình lại nói tiếng Việt. Làm như vậy là bất lịch sự. Mà tại vì ảnh với ba mẹ ảnh quá tốt, quá lịch sự, cho người ta mới không nói với mình thôi. Chứ thực ra là người ta không thích. Nên mình có giải thích với các bạn đó là mình thăm gia đình ảnh đó là mình ở tới mấy tiếng đồng hồ các bạn.
Bữa đó là mình ở tới 8 tiếng luôn, bữa Thanksgiving. Thì trong 8 tiếng đó, chỉ có những lúc mà quay phim cho các bạn coi, mình mới nói tiếng Việt thôi. Nói thêm vô. Tại sao những cái phần nào mà nói tiếng tiếng Mỹ, tiếng Anh đó, là về mình phải phụ đề, mình bỏ phụ đề vô. Các bạn thấy kênh của mình nó ra video chậm hơn những kênh khác là tại vì mình phải chỉnh sửa mất thời gian các bạn. Làm phụ đề rất là mất thời gian. Mình cũng cố gắng nói tiếng Việt thêm chút chút trong video để hạn chế mình phải làm phụ đề trên phần đó. Các bạn thấy một cái video có mười mấy phút rồi mà đâu mà trong đó mình nói tiếng Việt được có mấy câu chứ mấy. Mình nói chừng vài phút chứ mấy, đâu có nói hết 17 phút, 18 phút gì đó đâu. Hả? Rồi khi mà tắt máy không quay, dĩ nhiên thì mình lại nói tiếng Mỹ với gia đình ảnh, chứ mình đâu có nói tiếng Việt với họ làm gì. Cuộc sống của mình bây giờ là mình dùng tiếng Mỹ là chính rồi các bạn. Tiếng Việt là mình chỉ khi nào mình quay phim cho các bạn coi và mình nói chút chút vậy thôi. Mình nói thật là gia đình mình với ảnh thân lắm. Nếu họ cảm thấy làm gì là không đúng, làm gì không tốt hay là không lịch sự, họ sẽ nói với mình, góp ý nhẹ với mình để mình biết, mình tránh không có làm gì đối với người khác hay gặp người Mỹ khác mình cũng nói tiếng Việt. Trên thực tế họ hiểu mình có bao giờ dùng tiếng Việt với người Mỹ đâu. Mình nói tiếng Việt chỉ khi nào mình gặp em mình thôi. One thing that I try to be careful with is going out in public. You know, our friends and family are very familiar with our YouTube channel, so, and they support it. Mm-hmm. But it's when we go into public places and these people don't know who we are. They don't know why we're carrying a camera with us. Mm-hmm. And you just never know when you record the wrong person who maybe they're having a really bad day or they don't like being on camera and, you know, maybe they get upset and, you know, say something or, you know, even worse. Yeah. So going into public places, you know, we try to be pretty careful with that because not everybody reacts the same. Việc mà mình nói tiếng Việt lúc mà mình quay phim có gia đình ảnh á thì mọi người ủng hộ vui vẻ lắm, nhiệt tình lắm, mọi người còn hưởng ứng được quay phim nữa mà các bạn. Đó. Rồi ví dụ mà gia đình ảnh không nói thì ảnh cũng sẽ nói với mình mà, vợ chồng mà. Có gì đâu ngại mà không dám nói. Nếu mà ảnh cảm thấy việc mình nói tiếng Việt trước mặt ảnh là một việc bất lịch sự, chắc chắn ảnh sẽ nói cho mình biết. Chứ không có gì mà việc gì mà mình nói tiếng Việt là bất lịch sự, mà vì ảnh lịch sự nên không nói cho mình biết. Cái đó là với người ngoài người ta mới như vậy thôi các bạn. Người ta thấy mình làm việc gì thì không đúng á, người ta nghĩ lên ta người ngoài người ta không nói với bạn làm gì. Còn hai mình là vợ chồng mà, ảnh thấy mình làm gì sai thì mình phải nói cho mình biết để mình không làm lại việc đó chứ. Thế là để hiểu văn hóa của ảnh hơn ha. I really like this. Yeah, I'm almost done. So long, I don't eat this. Yeah. Lâu lắm mới ăn lại thấy ngon ghê các bạn. Biết Việt Nam có tiệm nào bán chỗ nào bán bún riêu ngon ha? Mình nhớ là cái chỗ chợ Bến Thành, nghe đọc trên báo nói chỗ đó có cái gánh bán bún riêu nổi tiếng gì á. Người nổi tiếng cũng ăn nữa. Hình như dời đi đâu hay mở tiệm gì rồi mình quên mất tiêu rồi. Mình cũng chưa ăn thử chỗ đó. I think it took me the most time to eat the noodles. Otherwise, I'd probably use a spoon. I'm about to tip this bowl. Into my mouth. Cái nồi đó mình nấu còn dư á, phần còn dư có thể cho tụi mình ăn thêm bữa nữa các bạn, khỏi phải nấu tiếp, khỏi phải nấu cơm bữa nữa. Mà hôm nay mình cho bún thôi chứ phần còn dư á, bữa sau mình ăn làm tụi mình múc ra tô ăn không với rau khỏi bún luôn á. Hay mình nấu đồ ăn nhiều hơn là nấu nước á, tại nước lèo mình ăn bún là chính rồi, thì hôm nay thôi, còn ít nước lèo lại mai để húp như là súp chứ các bạn.
Oh yeah. Bún riêu đây nó làm dễ ha. Nhanh lắm. Tại vì riêu có hũ sẵn rồi. Nhanh lắm. Món này nấu đúng là còn nhanh hơn mấy cái bánh canh nuôi các bạn, tại mất thời gian đứng cho thịt nó chín. Còn này là thịt xay mà nó chín nhanh hơn. I'm not a monster, I promise. Không biết lèo ngon thiệt. Ah, so good. It's just a lot easier to finish. Oh yeah. Oh, you're catching up to me. Okay. Oh yeah, that's good. Okay, one more time. There we go. Look at that. So good, baby. Thank you. Thank you. That was great. I'll do the dishes. He only said that on camera. That's not true. When the camera's off, I do the dishes. That's not true. It depends how tired I am. Okay, you've been working OT a lot. Mm-hmm. Mới hết bệnh xong đó các bạn. Rồi còn làm thêm giờ nhiều á. Chứ bình thường anh cũng phụ mình rửa chén, mà bữa giờ anh làm thêm nhiều anh bệnh nên mình rửa luôn, mình nấu mình rửa hết luôn. Không phải là chia ra ai làm, người làm này người làm kia đâu các bạn, mà tụi mình như làm hỗ trợ nhau thôi. Bữa anh rảnh anh cũng nấu cho mình ăn, còn giờ anh bận quá thì đa số là mình nấu hết. Bữa nào rảnh thì anh phụ rửa chén, còn anh không rảnh thì thôi mình rửa luôn, kiểu vậy. Chứ cũng phải phân công ra ai làm việc nấy. I think the bottom tasted the best. Yep. At the bottom. Anh ăn xong rồi các bạn, húp cạn tô luôn. Mình còn xíu nước nữa thôi, thì giờ mình sẽ húp cho hết. Nhưng mà anh ăn xong phải còn phải làm việc cơ, nên thôi giờ mình tắt máy quay nha, cho anh đi làm việc, còn mình ăn cho hết. Ok, cảm ơn các bạn đã xem video của hai vợ chồng mình nha. Hôm nay món này rất là ngon, thiệt sự. Lâu quá rồi mới được ăn lại. Các bạn nấu thử ăn ha. Okay, thank you and bye. Thank you. Bye.